Sáng ngày 17 tháng 9, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện xã Kim Nỗ phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023. Trong đợt này, có trên 200 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu. Sau một buổi sáng đã thu được 152 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Thông qua Ngày hội Hiến máu tình nguyện với khẩu hiệu gắn kết cộng đồng, lan tỏa những hành động nhân ái, có thể khẳng định phong trào hiến máu tình nguyện xã Kim Nỗ đã có sức lan tỏa rộng lớn, đã thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.